Tôi xin phép được cầu nguyện. Chúa Giêsu ơi, giờ này chúng con hiệp lòng với nhau để cầu nguyện cho tất cả anh chị em chúng con, cầu nguyện để phá vỡ đi tất cả những cái xiềng xích và sự trói buộc của bệnh tật, của thất bại, của nợ nần, của tội lỗi, những tà linh vận hành để khống chế về mặt tinh thần, về mặt cảm xúc, tạo ra những trạng thái cảm xúc tiêu cực, giận dữ, giận hờn, vui buồn bất thường, tất cả những cảm xúc tiêu cực và những sự cản trở về tâm linh phải rời ra khỏi mỗi chúng ta trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những chu kỳ của thất bại, tất cả những chu kỳ của u mê phải rời ra khỏi chúng ta trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả những sự che mắt của kẻ thù phải rời ra khỏi chúng ta trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Con cầu nguyện để Chúa thiết lập lại trong mỗi chúng con một chu kỳ mới cho cả thân thể của chúng con, để tất cả các chức năng của cơ thể và các hoạt động của cơ thể trở lại đúng so với ý định ban đầu mà Chúa thiết lập. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, để cho tâm hồn của chúng con tràn ngập niềm vui và sự bình an, sự sống của Chúa, cho tâm linh của chúng con kết nối được với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và tâm linh của chúng con nhạy bén với Ngài, đầy dẫy Ngài. Trong danh của Đức Chúa Jesus, con cầu nguyện cho ánh sáng, tình yêu và quyền năng của Chúa đến, và sự mặc khải của Ngài đến. Ngài làm tươi mới tâm linh của chúng con. Chúng con ca ngợi Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện điều này cho những con cái Chúa, những anh chị em, đặc biệt những người đang vùng vẫy ở trong tội lỗi trong năm 2023, để 2024 này họ được tự do hoàn toàn, để bước vào sống một đời sống đắc thắng trong danh của Chúa. Những linh quen thuộc phải rời xa khỏi họ trong danh của Đức Chúa Giêsu. Một sức mạnh siêu nhiên, một lượng ân điển lớn và mới của Chúa được ban cho tất cả những ai đã sống ở trong tội lỗi để sống đắc thắng trong năm mới này. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con dâng một năm mới trong tay Chúa, dâng thời gian còn lại trong tay Ngài. Xin sự sức giàu của Chúa đến cho chúng con. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin ông bà anh chị em chúng ta cùng an toàn. Cảm ơn Chúa, hôm nay cũng là buổi nhóm đầu tiên của năm âm lịch, ngày mùng 2 Tết, ngày Chủ nhật. Chúng ta được thờ phượng Chúa cùng với nhau. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ về sức mạnh của ân điển Chúa. Trong Kinh Thánh thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái từ ân điển. Thì cái từ ân điển có nghĩa là gì? Ân điển là một cái món quà được ban cho miễn phí cho tất cả những ai không xứng đáng. Việc đầu tiên là chúng ta nhận được ân điển để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Ở đây tất cả chúng ta đã tin Chúa, chúng ta đã được nhận sự cứu rỗi là chúng ta đã nhận ân điển từ nơi Ngài. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Roma đoạn 3 câu 23 đến câu số 24, và cùng nhau chung đọc hai câu Kinh Thánh này. Chúng ta cùng khởi sự. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả mọi người đều đã phạm tội. Chúng ta phạm tội từ trong bản chất cho tới lối sống. Nó có hai cái yếu tố về phạm tội. Nếu như một người không có phạm một cái lỗi gì ở trong cái lối sống thì chúng ta đã có tội từ trong bản chất. Vì Kinh Thánh nói rằng là chúng ta được sinh ra là những con cháu và dòng dõi của Adam, thì tội lỗi của tổ phụ đã truyền lại cho mỗi một chúng ta. Chúng ta sinh ra đã có bản chất tội lỗi trong chúng ta rồi. Thế còn lối sống nó chỉ thể hiện cái bản chất của mỗi chúng ta thôi. Đó là bản chất tội lỗi. Cho nên Kinh Thánh khẳng định rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội. Một em bé mới sinh ra chưa hề biết nhận thức đúng sai thì trước mặt Chúa em bé đây cũng có tội.
Bởi vì tội của tổ tông truyền lại đó là tội di truyền, thiếu mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Ngài, tức là của Đức Chúa Giêsu đó, mà chúng ta được xưng công bình. Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài đã chết trên cây thập tự giá để mua chuộc cho tội lỗi của chúng ta. Và bởi sự mua chuộc tội lỗi đó thì chúng ta chỉ việc làm một việc, đó là đưa tay ra để tiếp nhận cái ân điển của Chúa. Về phía Chúa thì ban ân điển, về phía chúng ta là tiếp nhận ân điển bởi đức tin. Khi chúng ta lấy đức tin để tiếp nhận ân điển từ nơi Ngài thì chúng ta được xưng công bình. Thì cái khái niệm xưng công bình là gì trong Kinh Thánh? Khái niệm xưng công bình có nghĩa là một người được kể như chưa hề phạm tội. Đó là cái khái niệm của xưng công bình. Chính vì vậy chúng ta mới được chấp nhận. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ cần có một tội nhỏ thôi, chúng ta cũng không được chấp nhận trước mặt Chúa. Vì một tội trước mặt Đức Chúa Trời cũng làm ô uế chúng ta và đẩy chúng ta ra xa Chúa. Nhưng mà nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu bao phủ mỗi một chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta được chìm ngập ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta được cùng chết, cùng chôn và cùng sống lại với Chúa Giêsu qua cái thể hiện của nghi lễ báp têm. Là chúng ta trở thành một với Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta là công chính thông qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và đấy chính là ân điển. Ân điển có nghĩa là chúng ta không cần phải làm bất cứ một việc gì để chúng ta có thể được sự cứu rỗi ngoài đức tin, ăn năn và tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ. Hay nói cách khác là sự cứu rỗi là một công tác được thực hiện một cách hoàn toàn bởi Đức Chúa Giêsu Christ rồi. Chúng ta không cần phải làm cái gì để thêm vào trong công tác đó nữa. Ví dụ như chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải chịu khổ về Chúa để nhận được sự cứu rỗi, không. Chịu khổ đấy không phải là để nhận được sự cứu rỗi, mà chúng ta chịu khổ đấy là một phần trả giá cho những người đi theo Chúa. Chứ không phải là chúng ta chịu khổ để làm trọn cái sự cứu rỗi của Chúa. Bởi vì sự cứu rỗi của Chúa đã được hoàn thiện bởi Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi. Trong Galati đoạn 2 câu số 21 nói rằng: tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình thì đấng Christ chịu chết là vô ích. Cái từ luật pháp ở đây tức là từ kinh luật đấy, chứ không phải luật pháp của nhà nước. Và đó là cái kinh luật. Trong Cựu Ước thì có 613 điều luật mà người Israel phải tuân giữ. Nếu như một người nào đó mà giữ được cả 613 điều đó thì Phaolô cũng nói rằng là nếu như ai mà giữ được 613 điều đấy mà để hoàn thiện hết đấy, thì người đấy cũng không được có xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì tất cả chúng ta đều được sinh ra bởi tội lỗi mà. Chúng ta có tội lỗi từ trong bản chất mà. Mà thực ra thì không có ai giữ được tất cả trọn vẹn 613 cái điều luật của Chúa được ghi ở trong Cựu Ước. Chính vì vậy Chúa Giêsu mới đến thế gian này. Và khi chúng ta tin Ngài đấy, chúng ta lấy đức tin để tiếp nhận, chứ không phải là chúng ta phải làm cái này để được cứu rỗi hay là được sự tha thứ từ nơi Chúa. Không phải chúng ta cầu nguyện nhiều mà chúng ta được cứu rỗi. Không phải chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta được sự cứu rỗi. Điều đó cũng có nghĩa rằng không phải chúng ta nghỉ nhà thờ là chúng ta mất đi sự cứu rỗi. Mà chúng ta được sự cứu rỗi nhờ đức tin nơi ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ được thực hiện ở tại thập tự giá. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7 nói rằng: ấy là trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Chúng ta được cứu chuộc bởi cái gì? Bởi huyết của Chúa và bởi sự dư dật của Chúa, chứ không phải bởi vì công đức của chúng ta, không phải bởi vì mình dâng hiến nhiều cho hội thánh, cho Chúa là chúng ta được sự cứu rỗi. Cái việc chúng ta dâng hiến đấy là việc chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa và sự vâng lời Chúa. Chứ đấy không phải là điều kiện để nhận được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh đã khẳng định rất rõ rằng là chỉ một mình Đức Chúa Giêsu Christ là gì? Là đấng cứu chuộc chúng ta. Bởi huyết của Ngài đổ ra mà đem lại sự tha thứ cho chúng ta. Ngoài huyết Đức Chúa Giêsu ra thì không có một ai khác có thể đem lại sự cứu chuộc cho mỗi một chúng ta. Trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo tin vào Đức Chúa Trời. Trong đó có Tin Lành Công giáo. Và tôn giáo nào nữa rất lớn tin vào Đức Chúa Trời? Đó là Hồi giáo.
Hồi giáo cũng tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng và Do Thái giáo là người Israel, là người Do Thái tin vào kinh luật, họ cũng tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng sự khác biệt đó là gì? Họ không tin vào huyết của Đức Chúa Giêsu Christ là huyết duy nhất để đổ ra mối chuộc tội lỗi chúng ta. Người Hồi giáo có tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ tin Chúa Giêsu là một trong những vị tiên tri mà thôi. Vị tiên tri cuối cùng đối với họ mà Thượng Đế gửi đến đấy chính là Muhammad, chứ không phải là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà Kinh Thánh khẳng định gì? Đó là trong Đức Chúa Giêsu Christ, nhờ huyết Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được nhận ân điển của Đức Chúa Trời và được sự tha thứ tội lỗi. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta có thể có niềm tin về Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta vẫn không được sự cứu rỗi nếu như chúng ta chối bỏ Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể tin vào sự tồn tại và sự hiện diện của Đấng Tối Cao, của Chúa Trời, của Thiên Chúa, của Đấng Tạo Hóa, nhiều từ khác nhau chỉ một Đấng. Nhưng nếu chối bỏ huyết Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta không được sự tha thứ tội lỗi. Và điều này đã càng khẳng định cho chúng ta một điều rằng là không có chuyện Đức Mẹ đồng công cứu chuộc với Đức Chúa Jesus. Theo như niềm tin mà người Công giáo, trong rất nhiều nhà thờ Công giáo đã dạy dỗ và tôn tặng, Kinh Thánh chỉ khẳng định rằng nhờ Đức Chúa Giêsu và huyết Đức Chúa Giêsu mới được sự tha thứ tội lỗi mà thôi, chứ không có nói gì đến việc là Đức Mẹ Mary đã đổ huyết để cứu chuộc một ai hết. Cho nên niềm tin rằng Đức Mẹ đồng công cứu chuộc đó là niềm tin sai chệch hoàn toàn so với lời của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu số 45 nói rằng: ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống, và Adam sau hết là thần ban sự sống. Adam đầu tiên được tạo nên bởi bụi đất, và Adam thứ hai là Đức Chúa Jesus Christ được tạo lên bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua thân xác của Mary. Adam là sự khởi đầu. Sự khởi đầu là người đầu tiên đã sa ngã dưới sự cám dỗ của con rắn, của ma quỷ, và đã đem tội lỗi đến cả thế giới. Và Adam thứ hai là Đức Chúa Jesus Christ đã đến và đã đắc thắng sự cám dỗ và ban sự sống cho tất cả những người tin nhận Ngài. Cho nên chỉ duy nhất một mình Đức Chúa Jesus Christ là nguồn của sự sống mà thôi, không có ai khác. Không có Thánh Giuse, cũng không có Đức Mẹ, không có một ai khác, không có một nhân vật nào khác đồng công cứu chuộc với Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ duy nhất Đức Chúa Jesus Christ là Đấng thực hiện sự cứu chuộc mà thôi. Amen anh chị em. Duy nhất Đức Chúa Jesus là nguồn của sự cứu chuộc. Chính vì vậy chúng ta tôn trọng Đức Mẹ Mary nhưng mà không tôn thờ Đức Mẹ Mary. Chúng ta tin vào sự tồn tại và công lao của Đức Mẹ Mary là người đã trưởng dưỡng sinh ra Đức Chúa Jesus Christ, nhưng không tôn tặng cho những danh hiệu mà Kinh Thánh không nói tới. Hoặc cả bất cứ một con người nào cũng như vậy thôi. Thậm chí có những người còn có suy nghĩ rằng là ở nhóm ở hội thánh của tôi thì mới được sự cứu rỗi, còn nhóm ở hội thánh khác là đều đi xuống địa ngục hết. Đó là những cái sự dối trá rất lớn lao mà rất nhiều hội thánh có khi nói lên nhưng không nói lên, nhưng mà họ ngầm hiểu như vậy. Chỉ có hội thánh tôi mới được sự cứu rỗi thôi. Chúng ta được sự cứu rỗi nhờ cái gì? Nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, chứ không phải nhóm ở hội thánh nào. Amen anh chị em. Hallelujah. Khi chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Jesus Christ ấy là ai? Đấy là Đấng đã chết đi và sống lại, được sinh ra bởi Trinh Nữ Mary, thì mới được sự cứu rỗi, chứ không phải là một ông nào, một bà nào đó nhận mình là Đức Chúa Giêsu cũng làm vài phép lạ mà có thể đem sự cứu rỗi cho người khác. Xin thưa, đấy không phải là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phải sinh ra bởi Trinh Nữ Maria và phải chết đi, phải sống lại và sẽ trở lại để đoán xét thế gian này. Đấy mới là nguồn của sự sống, đấy mới là Đấng ban sự sống. Nếu mà tin bất cứ một Giêsu nào khác với Giêsu đó thì không thể nào mà có được sự sống. Phải là Giêsu mà Kinh Thánh nói tới. Điều thứ hai về ân điển đó là ân điển không những chỉ ban sự cứu rỗi mà ân điển để ban cho chúng ta một sức mạnh. Chúng ta cùng xem trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu số 9. Ông bà anh chị em,
cùng chung đọc với tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu số 9 chúng ta cùng khởi sự. Nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu sự yếu đuối, nhuốc nhã, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Phaolô nói rằng tôi phải đối mặt với những cái yếu đuối. Yếu đuối đây là cái gì? Yếu đuối đây là những cái cám dỗ của cơ thể. Phaolô cũng giống như con người chúng ta, tất cả chúng ta nam nữ già trẻ lớn bé, mỗi người có một đối tượng, là một đối tượng mà ma quỷ nó đều cám dỗ chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Quý vị thấy đứa trẻ con có cám dỗ không? Có. Đứa trẻ con nó đối diện với sự cám dỗ của trẻ con riêng. À, cái cám dỗ của trẻ con đó là gì? Đó là ăn cắp đồ chơi của bạn, đi đến trường muốn mang đồ chơi về nhà. À, cái cám dỗ của trẻ con đó là muốn cái gì nó phải được cái đấy. Đấy là cái cám dỗ của trẻ con. Người lớn có cám dỗ của người lớn, nam có cám dỗ của nam, nữ có cám dỗ của nữ. Tất cả chúng ta đều có cái sự cám dỗ. Và cái y thân thể yếu đuối của chúng ta nó phải đối mặt với cái đấy để nó có sự tranh chiến. Hoặc là theo Chúa, theo lời của Chúa, hoặc là theo cái ham muốn của xác thịt. Những cái khó khăn, Phaolô nói cái túng ngặt, tức là những cái khó khăn về mặt tài chính, về mặt kinh tế khi đi phục vụ Chúa. Rồi ông đối diện với gì? Nhuốc nha, người ta xỉ vả, người ta coi cái người phục vụ Chúa như là một cái kẻ rơm rác, là kẻ giấy loạn ở trên thế gian này, bị bắt bớ, bị khốn khổ. Nhưng mà ông nói rằng khi ông yếu đuối như vậy đấy, nhưng khi ông đối mặt với những cái đấy thì ông lấy cái sức đâu để mà có thể kháng cự được? Đó là sức đến bởi ân điển của Chúa. Nên Chúa nói là ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Điều này có nghĩa rằng là khi chúng ta yếu đuối thì lúc đấy ân điển sẽ đến ban cho chúng ta. Nếu như một người nào đó đang vật lộn ở trong những thói quen xấu, muốn bỏ thuốc lá mà không bỏ được, thì Chúa nói ân điển của ta đủ cho con, đủ để cho con bỏ được thuốc. Nếu người nào muốn bỏ thuốc viện, người nào muốn bỏ những thói quen xấu mà mệt quá, cứ cố gắng rồi lại ngã, cố gắng rồi lại ngã, Chúa nói rằng là ân điển của ta đủ cho rồi. Vì khi con yếu đuối thì sức mạnh của ta sẽ đến trên con mà. Roma đoạn 5 câu số 20 nói rằng và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi được gia thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dữ dật hơn. Cho nếu như mình nghĩ rằng mình yếu đuối quá, mình sinh ra mình đã có nhiều cái yếu đuối hơn những người khác rồi, có nhiều cái ràng buộc hoàn cảnh của mình đặc biệt quá, thì Chúa Kinh Thánh nói đấy. Nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại được thêm lên. Có nghĩa là nếu như mình cần thêm sức mạnh không, thì Chúa lại ban sức mạnh cho mình. Còn người kia cần ít sức mạnh thì Chúa ban ít sức mạnh cho người đó. Mình cần một cái lượng sức mạnh mà lượng ân điển nhiều hơn thì Chúa ban cho mình lượng ân điển đấy nhiều hơn để mình đắc thắng. Bàn tay của mình là mạnh mẽ rồi thì Chúa ban một cái lượng ân điển vừa đủ. Nhưng mà bàn tay của mình yếu đuối thì cái lượng ân điển Chúa ban cho lại dư dật hơn. Cho nên không một người nào có thể nói rằng là ồ, anh chị không thể biết hoàn cảnh của tôi đâu. Đấy là cái lý luận của mình thôi, không phải là lý luận của Chúa. Người nào mà nói ở cái hoàn cảnh của tôi khác với hoàn cảnh của anh chị, ở đây tôi đặc biệt lắm, hoàn cảnh của tôi đau khổ lắm, có nhiều điểm cho nên tôi không có sự chọn lựa nào khác. Xin thưa với anh chị em, đấy chỉ là cái chối chữa của mỗi một chúng ta thôi. Vì lời của Chúa nói rằng là tội lỗi ra thêm thì ân điển lại càng được dư dật hơn mà. Nên nếu chúng ta cần thêm sức mạnh, cần thêm ân điển thì Chúa sẽ là đấng thêm sức cho mỗi một chúng ta. Không ai được nói rằng là ôi cái hoàn cảnh của tôi khác hoàn cảnh của mọi người. Thưa anh chị em, Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu số 1, sứ đồ Phaolô nói như này, chúng ta cùng nhau chung đọc câu Kinh Thánh. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Phaolô nói gì với Timôthê khi
khi Timothée nhút nhát sợ hãi. Bản thân Timothée sinh ra lớn lên là một cái người nhút nhát sợ hãi, sợ đứng trước đám đông, gặp những cái nan đề mà nó hơi quá sức một tí là đã run rẩy, đã ngã quỵ rồi. Ông nói cái gì với Timothée? Cách nào để làm cho mình mạnh mẽ? Cái ân điển trong Đức Chúa Giêsu chứ không phải là ở một cái nguồn nào khác. Xin thưa anh chị em hãy nhìn vào trong Kinh Thánh một cách thẳng thắn để chúng ta thừa nhận rằng là chúng ta phải cậy sức mạnh từ nơi lời Chúa, chứ không phải là bất cứ một vị thánh nào đã qua đời. Amen. Không phải bất cứ một cái vị thánh nào, không phải cha Diệp hay là cha Biểu Diệp hay là Đức Mẹ Mary hay là bất cứ một thánh nào Fatima nào đó, Đức Mẹ Fatima nào đó, mà là ai? Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói rất rõ là cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ mà. Kinh Thánh có dạy chúng ta cầu nguyện với một ai đâu ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta nhờ cậy ân điển nơi Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ được nhận thêm sức mạnh. Các người tin Chúa bảo: ơ sao tôi tin Chúa lâu rồi mà tôi chả biết cầu nguyện thế nào? Ai dạy cho chúng ta cầu nguyện? Chính Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta cầu nguyện. Sao anh chị mới tin Chúa mà anh chị mạnh bạo thế, gặp ai anh chị cũng làm chứng? Đúng là chúng ta có người thì bản thân đã mạnh mẽ rồi, có những người thì là bản thân mình thì cũng đã ngại đứng trước người khác. Đấy là cái tự nhiên của mỗi người. Nhưng mà tôi đã vừa chia sẻ với ông bà anh chị em, khi nào chúng ta yếu đuối thì sức mạnh của Chúa lại đến với chúng ta. Chúng ta cần thêm sự giản dị thì Chúa lại thêm cho chúng ta sự giản dị. Cho nên khi mà lời của Chúa bảo rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành, mình lại bảo: ôi tôi làm sao dám nói về Chúa cho ai, tôi chỉ nói về cho người nhà thôi, chứ tôi cứ mở miệng ra là tôi lắp ba lắp bắp, tôi run rẩy, tôi sợ hãi, tôi không dám nói về Chúa cho ai. Thế thì cái lỗi đấy là do ai, thưa ông bà anh chị em? Chúa có tạo ra cái điều đó trong mỗi chúng ta không? Không, Chúa không tạo ra điều đó. Nếu như mà mình thấy rằng mình yếu đuối, mình run rẩy, mình sợ hãi đứng trước người khác, mình không can đảm, thì Kinh Thánh nói Chúa ban cho chúng ta sức mạnh. Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ mà. Tôi cũng vốn là người đứng trước người khác tôi cũng run rẩy sợ hãi lắm. Cũng giống như anh chị em thôi. Điều gì làm cho tôi can đảm mạnh mẽ? Đó là ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cậy ân điển của Đức Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ. Cuộc đời của tôi cũng bị nhiều người đe dọa lắm. Thì đặc biệt là khi đi phục vụ Chúa, nhiều người đe dọa lắm, có những người đánh quá. Tôi bị ít nhất là 2 tín đồ đánh. Đánh mà bạo lực luôn ấy, các anh chị em à. Quý vị tưởng đi phục vụ Chúa ai cũng gọi mình bằng thầy, bằng mục sư là tốt đẹp, ai cũng tôn trọng mình, ai cũng chúc phước cho mình à. Có những người quỷ nó gieo đưa vào trong hội thánh thì nó tìm cách nó khống chế mình, không khống chế được mình, nó tấn công lại mình luôn đấy. Có người dọa nạt đánh gãy chân. Dọa nạt thì hơi nhiều đấy. Có những người dọa nạt đổ phân vào nhà. Vì làm sao? Vì mình đưa dắt người nhà của họ đến với Chúa, vì mình chăm sóc thuộc linh, dạy đạo cho người nhà của họ. Người thân của họ không tin Chúa, họ chống lại mình, chửi tôi và chửi cả gia đình tôi luôn, chửi tậm tệ luôn, chửi đủ tất cả những cái từ ngữ tồi tệ nhất mà ngoài chợ họ dùng. Nhưng mà điều gì làm cho mình mạnh mẽ? Đây là ân điển của Chúa. Không phải mình bị như thế mà mình nản lòng. Mình càng bị như thế thì mình càng mạnh mẽ hơn. Và mình biết một điều rằng là con đường mình đang làm, đấy là sự chọn lựa của Chúa trong cuộc đời của mình. Nó không sự đe dọa của những người khác không làm cho mình sợ hãi, mà làm cho mình nương náu lời Chúa nhiều hơn. Để mình biết một điều rằng là cứ chửi đi, Chúa cho chửi thôi, chứ còn Chúa mà không cho chửi, đêm nay ngày mai đưa tang ông luôn. Quý vị thấy không ạ? Khi Simei, tên hơi khó đọc, rủa xả David,
Cái người cận thần của David nói làm sao? Làm sao cái con chó chết kia dám chửi vua, để tôi cho một nhát nó chết ngay. Ông David bảo: ơ, ta với ngươi có chuyện gì không? Chúa khiến cho nó chửi ta đấy. Quý vị thấy không ạ? Đấy là thái độ tốt. Nên tất cả những kẻ nào mà rủa xả, chửi rủa mình, đánh đập mình, tìm cách để hại mình, Chúa cho phép điều đó đấy. Ma quỷ nó sử dụng nhưng mà Chúa cho phép. Và đến một thời điểm nào đó mà Chúa không cho phép nữa thì một hơi nó chết ngay lập tức. Mình có thể đắc thắng tất cả mọi cái nhờ ân điển mà. Nhờ ân điển của Chúa, sức mạnh của Chúa làm cho mình mạnh mẽ. Paulo mới nói với Timôthê là hãy cậy ân điển, cậy nhờ, cậy nương nhờ, nhận lấy, tiếp nhận ân điển của Chúa mỗi một ngày mà làm cho mình mạnh mẽ. Khi con nhận một cái công việc lớn lao hơn thì cái cánh tay con lại cần phải vững vàng hơn. Mình bê bình thường, mình bê được sách được 20 cân phải không ạ? Bây giờ lên 30 cân rồi, lên 40 cân, lên 50 cân rồi, lên đến 100 cân. Là mình cần cái sức mạnh rất lớn. Và để có thể gánh vác những cái nhiệm vụ lớn hơn thì cần cái ân điển từ nơi Chúa. Ân điển của Chúa làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Ông tiên tri Sadhu người Ấn Độ, ông có kể một cái câu chuyện như sau. Xin lỗi, tôi nhớ không nhầm ông tiên tri Sadhu hay là ông Kenneth Hagin. Ông ấy đi đến một hội thánh. Ông ấy giảng, thì trong giờ giảng đấy thì có cái thời gian khai phóng sứ điệp tiên tri. Khi khai phóng thì có một chàng thanh niên cũng khai phóng sứ điệp tiên tri và cũng được ơn tiên tri. Sau đó thì ông ấy tan lễ rồi, mọi người trên đường về. Đó là ông ấy đang lái xe ô tô thì ông ấy nhìn cái cậu thanh niên mà nói tiên tri đấy lại đi vào phố đèn đỏ. Rồi biết phố đèn đỏ là phố gì ạ? Phố đèn đỏ là phố mà có gái bán hoa. Đi về đây không phải là đi qua, đây không phải là đi qua mà đi vào để đáp ứng nhu cầu. Ông ấy đi về nhà, ông ấy cứ thắc mắc với Chúa: Chúa ơi, Chúa ơi, sao thế nhỉ? Sao lại như thế nhỉ? Con không hiểu. Sao cái người này nói tiên tri, cái người được ơn với Chúa thế rồi lại như thế nhỉ? Ông cứ thắc mắc trong đầu, cứ suy nghĩ là tại sao, hỏi Chúa tại sao. Thế rồi Chúa mới mở mắt ông ấy và nói với ông một điều này: con đừng vội phán xét. Chúa mở mắt ông ấy nhìn thấy hình ảnh. Mỗi khi mà cậu này yếu đuối, chuẩn bị coi là buông mình vào trong cám dỗ thì cậu ấy quỳ gối xuống, thì lúc đấy sức mạnh của Chúa lại đến. Và rồi đi tiếp, rồi lại yếu đuối thì lại quỳ xuống, thì cái sức mạnh của Chúa lại đến trong những cái lúc như thế. Và Chúa nói với ông ấy rằng: con thấy không? Con chỉ nhìn thấy một góc cạnh thôi. Chỉ nhìn thấy cái yếu đuối của người khác thôi, mà không nhìn thấy được cái sức mạnh của ta đến trong sự yếu đuối. Cho nên chị em ơi, ai yếu đuối ở bất cứ một điều gì, yếu đuối ở trong cơ thể chúng ta, đau ốm phải không? Không phải chỉ là thuốc mới là sức mạnh của chúng ta. Không phải là nước tăng lực number one hay là cái gì, bò húc hay là cái loại châu húc gì mới là sức mạnh của chúng ta. Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là sức mạnh cho mỗi chúng ta. Khi mình đối diện với những sự cám dỗ về tội lỗi, yếu đuối: ui, chịu không nổi rồi Chúa ơi, bây giờ làm như nào đây, con chịu không nổi rồi. Sức mạnh của ta đến với con. Bám chặt vào Chúa, ban cho con sức mạnh, ban cho con ân điển từ nơi Ngài. Kẻ thù tấn công dồn dập tới tấp, nhìn ra chỗ nào cũng toàn những cái hình ảnh mà mắt mình muốn nhìn thôi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ân điển của Ngài đến và giúp cho con đắc thắng. Amen anh chị em.
hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jesus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Cho nên Kinh Thánh nói đấy, già chớ nói mình già, yếu chớ nói mình yếu, nghèo chớ nói mình nghèo, bởi vì già thì có Đức Giê-hô-va là làm cho sức trở lên, tươi mới như chim phụng hoàng, đi mà không mòn mỏi, chạy mà không mệt nhọc. Bệnh tật thì Đức Giê-hô-va là sức mạnh của con, nâng đỡ con. Kinh Thánh nói Chúa cải dọn giường cho người bệnh. Mệt mỏi và yếu đuối thì có lời của Chúa đến nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho con được yên nghỉ. Mình than khóc, mình mệt mỏi với những cái nan đề, Chúa nói rằng ta sẽ lau ráo nước mắt cho con. Ân điển của Chúa chính là sức mạnh để chúng ta sống đắc thắng trong Đức Chúa Jesus Christ. Điều thứ ba, đó là ân điển để giúp chúng ta sống tự do chứ không phải để lạm dụng ân điển. Sách Roma đoạn 6 câu 1, chúng ta cùng nhau chung đọc câu Kinh Thánh này. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu báp têm trong sự chết của sao? Phaolô cũng nói rằng chúng ta không được lợi dụng ân điển của Chúa. Ngày hôm nay đến lạy Chúa, con phạm tội, Chúa tha tội cho con, rồi ngày mai lại đi phạm tội tiếp, rồi lại đến xin Chúa tha tội cho con, ngày kia lại phạm tội tiếp, lại Chúa tha tội cho con, rồi lại tiếp tục phạm tội, rồi Chúa tha tội cho con. Thì Phaolô nói rằng đấy không phải là điều chúng ta nên làm. Bởi vì ân điển để giúp cho chúng ta đắc thắng, chứ không phải ân điển để cho chúng ta được tha thứ và tiếp tục phạm tội. Ân điển để giúp chúng ta đứng dậy, chứ không phải để cho chúng ta trở lên những người mà u lì. Không, sức mạnh của Chúa, ân điển của Chúa để chúng ta đắc thắng. Chúng ta không lạm dụng ân điển của Chúa. Lạm dụng ân điển của Chúa là gì? Đôi khi mình nghĩ, tôi cứ đối diện với yếu đuối kiểu gì tôi cũng đắc thắng mà, vì tôi có ân điển của Chúa. Không, Kinh Thánh dạy chúng ta khi chúng ta yếu đuối thì nương cậy nơi ân điển của Chúa, nhưng Kinh Thánh cũng dạy chúng ta là lánh ra khỏi tội lỗi. Mình tự đặt mình vào trong một môi trường mà mình yếu đuối thì ân điển của Chúa làm sao đến được. Tôi xin thưa ông bà anh chị em, ví dụ như một người yếu đuối về mặt tình dục mà cứ đến với những cái chỗ mà nó là cám dỗ mình, xong là tôi cứ tự nhiên tôi đi về vì kiểu gì Chúa cũng ban ân điển cho tôi, thì tôi không biết là ân điển của Chúa có đến hay không, vì đôi khi như thế lại là lạm dụng. Bởi vì chúng ta phải cân đối ở chỗ là Kinh Thánh dạy chúng ta là Ngài có thêm sức, nhưng Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải tránh môi trường cám dỗ. Chứ không phải là chúng ta lạm dụng ân điển của Chúa đâu. Chúng ta không lạm dụng ân điển của Chúa được. Nương dựa vào ân điển của Chúa, nhưng chúng ta phải cố gắng để giữ mình trong sự thanh sạch trước mặt Chúa. Phần nỗ lực thuộc về chúng ta, phần thêm sức thuộc về Chúa. Chúa thêm sức nhưng mình không nỗ lực thì chúng ta cũng không đắc thắng được đâu. Cho nên chúng ta không lạm dụng ân điển của Chúa. Nhìn lại một năm qua có bao nhiêu lỗi lầm mình đã gây ra, nhìn lại một năm đã qua có bao nhiêu những cái vấp phạm mà mình đã gây ra, có bao nhiêu lần mình không kiểm soát được môi miệng mình, cứ chỉ cần có ai làm trái ý mình cái là mình buột miệng ra nói những cái lời độc địa. Thì trong năm nay, trong danh của Chúa Giêsu, môi miệng này, trong lòng này nó không vui, nó có bực bội đến miệng đến mấy thì cái miệng này vẫn nói ra lời cảm tạ và ngợi khen Chúa. Không để miệng mình kiểm soát bởi những cảm xúc tiêu cực ở trong đầu của mình. Và nếu như cái cảm xúc tiêu cực nó xảy đến trong đầu của mình, sẽ nhanh chóng để xử lý nó, để nó không kiểm soát môi miệng mà kiểm soát đời sống của chúng ta. Cho nên ma quỷ nó sẽ tác động vào trong tâm trí, tác động trên cảm xúc để
chúng ta nói ra. Và khi chúng ta nói ra thì ma quỷ nó sẽ sử dụng cái điều đấy để hãm hại chính chúng ta và những người khác. Bố mẹ có thể bực con cái nhưng không rủa xả con cái. Nhưng nếu bố mẹ bực con cái mà không kiểm soát được cơn bực đấy, buông ra những lời rủa xả, con cái sẽ bị tổn thương và nhớ mãi. Và đôi khi cái nơi mà tổn thương nhiều nhất không phải là ngoài chợ. Người ngoài chợ chửi mình thì bình thường lắm, chửi thoải mái. Nhưng mà nếu người trong nhà chửi một câu thì có khi lại rất là nhớ rất là lâu. Cho nên cái nơi mà tổn thương nhiều nhất là trong gia đình. Cho nên chúng ta có thể bực bội ở trong tâm trí, nhưng không nhất thiết chúng ta phải buông ra những cái lời phù hợp với cái sự bực bội, những cái cảm xúc tiêu cực trong đầu của mình. Lạy Chúa, Chúa thêm sức cho con, để dù con có không vui đến mấy, con có bực bội đến mấy, thì con vẫn chế trị lòng của mình. Con có bực bội đến mấy thì miệng con vẫn nói ra lời tốt đẹp và lời chúc phúc. Vì đó là phần trách nhiệm của mỗi một chúng ta. Ân điển của Chúa giúp đỡ để chúng ta sống một đời sống đắc thắng trong danh của Chúa. Có ba phần tôi chia sẻ trong buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, đó là ân điển của Chúa để đem đến sự cứu rỗi. Và duy nhất sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Chúng ta có đức tin thì chúng ta nhận được ân điển từ nơi Chúa. Phần của mình phải có đức tin. Chúa có ban ân điển bao nhiêu nhưng mình không có đức tin, mình không nhận được. Phần của chúng ta là phải có đức tin, và duy nhất chỉ trong Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Không có thêm một ai khác. Chỉ cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Không có an sa hồng hay là an sa đỏ gì trong đấy hết. Đó là những sự dạy dỗ lệch lạc. Cũng không cần phải cầu nguyện thông qua Đức Mẹ Mary hay các thánh để cầu bầu cho chúng ta. Mà chỉ cần duy nhất Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trung gian, là đấng trung bảo, là đấng kết nối duy nhất giữa chúng ta với Thiên Chúa. Điều thứ hai đó là ân điển tạo nên sức mạnh để chúng ta sống đắc thắng. Amen anh chị em. Ân điển là sức mạnh để chúng ta sống đắc thắng. Hãy cậy nhờ ân điển để làm cho mình mạnh mẽ trong năm mới đây. Không ai được nói với Chúa rằng ôi tính tôi rụt rè lắm, tính tôi nhút nhát lắm, tôi không tặng được kinh thánh hay là chứng đạo đơn hay nói về Chúa cho ai đâu. Tôi chỉ ở nhà cầu nguyện thôi. Mọi người đi, tôi ở nhà tôi cầu nguyện. Tôi nhút nhát lắm. Chúa nói nhút nhát phải không? Hãy cậy ân điển để làm cho mình mạnh mẽ. Không được ai nói với mình và với người khác rằng ôi tôi yếu đuối lắm, ôi tôi ăn đến ăn năn như này thôi, chứ còn đâu ra khỏi cái chỗ này thì có khi tự trong tâm tôi cũng nói rằng có khi mình lại vấp lại. Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Cho nên có cái bài hát là hãy nói với yếu đuối rằng tôi mạnh mẽ. Hãy nói với đói khát rằng tôi no đủ. Chính Chúa đã đến ngày ban cho tôi an vui và bình an. Chúng ta cảm tạ Chúa trước được về sự chu cấp trong khi mình đang thiếu thốn, thì điều đó mới là đức tin. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự khỏe mạnh trong khi mình vẫn phải đang nằm ở trên giường bệnh, đó mới là đức tin. Chúng ta cảm ơn Chúa trước vì những cái điều lớn lao mà Ngài sẽ làm trong mình và qua mình trong khi hiện tại bây giờ mình chưa làm được cái việc gì. Điều đó mới là đức tin. Ân điển của Chúa sẽ ra thêm cho chúng ta để làm được những gì Chúa bảo chúng ta làm. Không một gì là không thể cho những người nào tin. Paulo nói tôi làm được mọi sự nhờ Chúa là đấng ban thêm sức cho tôi. Chúa đấng ban sức còn mình là người thực hiện. Chứ không có chuyện Chúa thực hiện cho mình. Mình sẽ phải là người thực hiện. Và điều cuối cùng đó là chúng ta không được lạm dụng ân điển của Chúa. Ân điển để giúp chúng ta được tự do, để giúp chúng ta phục hồi và ban sức mạnh để chúng ta đắc thắng, chứ không lạm dụng. Cứ đến với Chúa lại xưng tội, đến với Chúa lại xưng tội, đến với Chúa lại xưng tội, rồi lặp lại điều cũ. Chúng ta cùng đứng dậy và cùng nguyện. Việc đem lời Chúa đến cho mọi người, ông bà anh chị em hãy bấm like, chia sẻ
và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo.